À, với cái mẫu KX180A so với cái mẫu KX180 không có chữ A thì nó có khác biệt nhau về mẫu mã quý vị này và cái chất lượng âm thanh không quý vị nhé. Trường Thành Audio uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Chào à, quý vị và các bạn thân yêu. Và trong video clip ngày hôm nay thì Trường Thành Audio sẽ giới thiệu và phân tích chi tiết cho quý vị và các bạn về cái mẫu vang số hay chúng ta gọi chuẩn nhất là mixer số à, JBL KX 180A và với cái mẫu KX 180A so với cái mẫu KX 180 không có chữ A thì nó có khác biệt nhau à, về mẫu mã quý vị này và cái chất lượng âm thanh không quý vị nhé. À, đặc biệt là trong thời gian qua thì uh, sau khi uh, hãng JBL cho ra mắt cái dòng mixer số JBL uh, KX 180A thì có rất nhiều À, luồng ý kiến khác nhau quý vị nha. Và đặc biệt là Trường Thành Cũng à, tìm hiểu và à, Cũng thấy một số bên à, có thể nói rằng là à, Nói có thể hơi quá Một chút à, về cái mẫu cánh 180A này Có thể là không đúng sự thật Nha quý vị cho nên là Trong cái à, video clip ngày hôm nay Thì à, xin mời quý vị và các bạn Cùng với Trường Thành Audio chúng ta sẽ đánh giá Xem rằng là với cái à, Mẫu thiết kế và chất lượng âm thanh Của cái dòng à, mixer số Hay chúng ta gọi đơn giản là vang số à, JBL cánh 180A này nó có những gì à, nổi bật và khác biệt hơn so với cái mẫu cũ hay không quý vị nhé trước tiên là nếu chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ không biết được à, đâu là cái phiên bản 180 và đâu là cái phiên bản có thêm chữ A quý vị nha bởi vì từ bao bì vỏ hộp quý vị này à, đến kiểu dáng thiết kế à, vẫn là một phiên bản gốc nha quý vị vẫn là một phiên bản gốc và đặc biệt là trên cái phiên bản mới này À, Quang Trường đánh giá rằng là có lẽ nha, sự thay đổi của hãng à, chỉ dựa trên à, những cái thông số về lý thuyết, nếu quý vị, tức là hãng à, cho biết rằng là à, thay đổi à, con chip quý vị này, tức là cái chip đời mới thì về lý thuyết thì à, hãng JBL à, thì nói rằng là nó sẽ à, nhỉnh hơn về chất lượng âm thanh à, so với cái mẫu cũ là cái 180 không có chữ A, Nếu quý vị. Nhưng À, khi chúng tôi à, kiểm tra và đánh giá thực tế thì chúng tôi thấy rằng là à, với chất lượng của dòng kính 180 à, không có chữ A đã là rất là hay rồi Trên thị trường cực kỳ à, được rất nhiều quý vị và các bạn trong thời gian qua yêu thích rồi đúng không ạ Nhưng à, khi ra mẫu 180A thì à, về ngoại hình thì rõ ràng là chúng ta à, vẫn thấy nó không có gì thay đổi đúng không ạ Từ bao bì này và chúng ta chỉ thấy nó xuất hiện thêm à, ngoài bao bì vỏ hộp à, một chữ A và hiện tại thì cái à, modem này thì đang được hai đơn vị à, chính thức tại Việt Nam phân phối đó chính là đơn vị ở Phúc Giang quý vị nha, tức là PGI và công ty 3 sao. À, vậy nên là à, với những quý vị nào mà chúng ta xem những cái kênh truyền thông nào mà bảo rằng là cái 180A à, mà hay vượt trội so với cái 180 thì có lẽ là không phải đâu quý vị nha Nó vẫn là một Nhưng tại sao? Đúng không ạ? Tại sao cái giá bán của cái 180A lại đội giá lên nhiều như vậy? à, cái này nó rất là đơn giản thôi đúng không ạ à, lát thì quang trường sẽ bàn sâu đến cái sự chênh lệch về giá bán à, giữa cái 180 và cái 180 a và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu nha trước tiên là ngoài vỏ hộp thưa quý vị đây ngoài vỏ hộp thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đây thưa quý vị đây là cái à, vỏ hộp mà quang trường đấy đã bóc ra này à, bên ngoài chúng ta sẽ thấy ghi rõ là à, mã sản phẩm là JBL KX 180 ACN. Đó, nhà quý vị còn toàn bộ vỏ hộp thì vẫn chỉ thấy là cái 180 không thôi đó có lẽ rằng là tập đoàn Harman à, sở hữu thương hiệu JBL có lẽ rằng là người ta muốn à, thay đổi một chút gì đó à, trên cái mẫu sản phẩm này có thể là à, chip thế hệ mới à, về âm thanh giải mã âm thanh nha quý vị nhưng à, trong quá trình mà chúng tôi thử thực tế thì rõ ràng à, về cảm nhận âm học nha quý vị về cái tai thì rõ ràng chúng ta không thấy có sự khác biệt gì giữa hai cái ở mẫu mixer số này, quý vị nha và nó chỉ khác biệt nhau về giá bán trên thị trường một bên là của PGI Phúc Giang, quý vị này và đơn vị còn lại là đơn vị nhập khẩu là Ba Sao. Vậy thì tại sao nó lại có sự trên lệch giá bán đúng không, quý vị? Với cái mẫu này thì À, Trần Thái Nhiều Đô đã làm quá nhiều rồi Đúng không ạ? Có lẽ với những quý vị nào Mà đã xem rồi hoặc đã nghiên cứu rồi Thì không lạ gì với cái mẫu cái 180 này cả Đúng không ạ? Và A thì nó chẳng có gì Khác biệt cả à, cho nên quan trường cũng không à, Đánh giá quá sâu Quá nhiều về cái lối thiết kế Của dòng va số này cả Bởi vì bản thân nó cũng được à, rất nhiều Khách hàng à, ưa chuộng Trong thời gian qua đúng không ạ? Bởi vì thương hiệu JBL thì là một thương hiệu cũng khá thành công à, Trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị à, Âm thanh quý vị này như loa này cục đẩy công suất rồi micro rồi vang số đúng không ạ. Vậy thì tại sao nó lại có sự uh, chênh lệch về giá bán giữa uh, một mẫu là tám 180 và tám 180A mặc dù cái sự uh, thay đổi về chất lượng âm thanh không có gì uh, đáng kể nha quý vị, gần như để nghe bằng tai thì chúng ta sẽ cảm nhận nó không có gì thay đổi về chất lượng cả. Phần mềm cũng vậy quý vị này, uh, duy nhất uh, trên lý thuyết thì uh, hãng đưa ra là thay đổi, nâng cấp thêm chip âm thanh. Vậy thì sự chênh lệch này, à, có lẽ à, theo đánh giá cá nhân của quang trường thì có lẽ rằng là à, trong quá trình, đúng không ạ? Tất cả những cái công ty à, tập đoàn lớn hay công ty vừa và nhỏ thì đều có những cái chiến lược à, kinh doanh của họ riêng, quý vị nhé. Ví dụ à, hiện nay thì chúng ta cũng có thể thấy, đúng không ạ? Hiện tại thì nhà máy của JBL thì đang đặt ở bên Trung Quốc. À, cho nên là với những quý vị nào mà chúng ta thường xuyên À, cập nhật tình hình kinh tế toàn cầu này, rồi sự bất ổn Covid của Trung Quốc trong thời gian vừa qua và toàn cầu hóa, nha quý vị. Rồi gần đây thì về chính trị thì có à, những cuộc chiến tranh, quý vị này, rồi chi phí vận chuyển do giá xăng dầu tăng cao, thì dĩ nhiên là những cái sản phẩm mà mới ra mắt ở thời điểm hiện tại có lẽ không tránh khỏi được à, sự lạm phát của nền kinh tế toàn cầu, quý vị nha. Cho nên là với cái sự tranh lệch khoảng gần 2 triệu một sản phẩm so với sản phẩm cách 180A thì có lẽ là một điều không khó tránh khỏi, như quý vị và có thể là dựa trên cái cách làm giá hoặc là định hướng phát triển sản phẩm của những công ty lớn. Ví dụ chúng ta phải theo thị trường, đúng không quý vị? Ví dụ bây giờ cái sản phẩm này mà trường thành nhã đô nhập vào cao, thì chắc chắn rằng chúng tôi lại phải bán cao và không thể nào mà các công ty khác bán cao mà Trường Thành lại bán rẻ quá và không cả bằng cái mức mà mình nhập thì có lẽ sẽ là không có lợi nhuận, đúng không ạ? Sẽ không đủ à, lợi nhuận để bảo hành cho khách hàng quý vị này và để duy trì à, sự phát triển ổn định. Và thứ hai nữa là không thể nào mà thị trường bán rẻ mà Trường Thành Audio lại đi bán chênh lệch khoảng 1 2 triệu thì chắc chắn rằng không thể nào mà bán được cái sản phẩm mixer số này, đúng không ạ? Vậy thì à, có thể nói rằng à, thời điểm Hãng JBL nâng cấp lên thêm một chữ A nữa vào chiếc mixer số JBL Cánh 180 thì vào những cái thời điểm mà nền kinh tế toàn cầu khó khăn nhất quý vị đúng không ạ Giá xăng dầu leo thang quý vị này, nguồn cung, tất cả các nguyên vật liệu đều tăng đúng không ạ Không nghiễm nhiên mà chúng ta có được một cái sản phẩm như này chúng ta sử dụng nên quý vị với những quý vị nào chúng ta có kiến thức chúng ta làm kinh doanh rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ rất đồng cảm với những cái hãng sản xuất hiện nay đúng không ạ? Ví dụ như để sản xuất được ra một sản phẩm này, trước tiên thưa quý vị phải có rất nhiều những đội ngũ kỹ sư quý vị này để nghiên cứu và phát triển sản phẩm và thứ hai nữa là phải có đội ngũ công nhân để lắp ráp toàn bộ những cái linh kiện, những cái chi tiết để cấu thành cái sản phẩm này và dĩ nhiên rồi đúng không quý vị ví dụ như là cái à, chi tiết nhựa quý vị này cũng phải mua à, nguyên vật liệu để sản xuất rồi đến vỏ hộp kim loại đúng không ạ rồi đến bao bì tất cả là đều phải mua bằng tiền à, cho nên để mà một sản phẩm ra đời phục vụ được à, cho toàn bộ khách hàng cho người tiêu dùng thì nó phải trải qua rất nhiều công đoạn đúng không quý vị từ cái à, chi phí à, nghiên cứu để phát triển quý vị này, rồi trả lương cho các kỹ sư công nhân, rồi à, trả lương cho tất cả các bên cung cấp à, nguyên vật liệu, linh kiện, rồi hao mòn máy móc à, vân vân, rất nhiều. À, từ đó cộng thêm với một cái phần lợi nhuận à, của những nhà sản xuất quý vị này, rồi qua à, nhà nhập khẩu đúng không ạ? Chắc chắn là các đơn vị nhập khẩu không ai ta làm cho vui cả, đúng không quý vị? Khi về Việt Nam thì họ phải có lợi nhuận vì đó là những cái công sức xứng đáng nhà quý vị xứng đáng họ được nhận và đặc biệt là trường Thành Audio cũng vậy hay những đơn vị khác sau khi đến tay người tiêu dùng thì chắc chắn rằng chúng ta đều phải có những cái giá trị chất xám và cái sức lao động đúng không quý vị và dĩ nhiên rồi quý vị hãy yên tâm nha với tất cả những cái dòng van số JBL cánh 180 hay 180A tại trường Thành Audio hiện nay thì chúng tôi sẽ luôn, luôn cam kết cho quý vị và các bạn một cái mức giá À, một cái mức giá bán rẻ nhất trên thị trường quý vị nhé và đặc biệt là để mua một sản phẩm thì rất là dễ đúng không ạ nhưng à, khi đến trở thành audio thì quý vị vừa mua được sản phẩm chính hãng này mà chúng ta lại à, có chế độ hậu mãi số 1 tại việt nam à, được chúng tôi hỗ trợ cài đặt setup up toàn bộ cái cấu hình chuyên nghiệp khi quý vị chỉ việc mang về và cắm vào cái hệ thống dàn âm thanh nhà mình thôi là nó đã rất là hay rồi đúng không ạ với những cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị một cái mức giá cực kỳ hợp lý và đặc biệt là được bao ship ở toàn quốc như quý vị để mà xem giá chi tiết hơn thì quý vị hãy liên hệ đến hotline của Trần Thành Audio À, 081 736 5555 và 058 679 8888. Và quý vị có thể xem chi tiết nha, xem chi tiết tại website trường à, thành. Audio.com thì quý vị vào cái mục là vang số này rồi vào mục à, vang số JBL KX 180 thì chúng ta sẽ à, xem được toàn bộ cái giá bán này, chương trình hậu mãi và cái chế độ quà tặng trên cái sản phẩm này. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, đồng hành theo dõi cùng với trường thành Nero trong suốt thời gian qua nha. Và đặc biệt là con trường nhấn mạnh thêm cho quý vị hai cái mẫu sản phẩm này thì về cái mặt thiết kế ngoại hình thì không có gì thay đổi. Về cái chất âm thực tế khi chúng tôi thử thì gần như về lý thuyết thì nó nhỉnh hơn về phần chip xử lý tín hiệu quý vị nha. đấy là về mặt lý thuyết mà hãng đưa ra. Nhưng khi chúng ta cảm nhận về tai thì trên cái quan điểm cá nhân của trở thành audio thôi thì chúng ta thấy ra rằng cái chất lượng nó cũng không có gì thay đổi cả so với cánh 180 thường. À, vậy nên là với những quý vị nào mà chúng ta có tầm tiền vừa thì chúng ta chỉ cần lấy à, cánh 180 là ok rồi. Không nhất thiết phải thêm chữ A làm gì cả đúng không ạ? Và những quý vị nào mà chúng ta có điều kiện hơn chúng ta thích một cái gì đó à, mới lạ rồi đời cao hơn thì chúng ta lấy cái mẫu à cánh 1 a quý vị nha Nếu quý vị cảm thấy à video hữu ích thì quý vị hãy à like này, share kênh, à subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ trường thành Audio nha. Xin chào. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị thân yêu trong video gần nhất. Trường thành audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.